La 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 la. Hello mọi người, Pop and C đây. Thì hôm nay mình và Linh sẽ đi chơi một chút xíu. Tụi mình có dự định là bay đi Thượng Hải. Mình dự định sẽ chơi khoảng tầm 7 ngày. Sẽ bay sớm lúc 8 giờ đó. Nên là bây giờ tranh thủ ăn một tí. Linh đang make up, tại vì Linh mới đi nặng mụn về. Linh kêu là cái mặt Linh không được nét lắm. Lâu rồi mới bay lại nha mọi người. Từ Covid đến bây giờ mới bay đi quốc tế chơi. Tôi còn chưa biết nữa, xíu nữa là tôi có mua sim rồi, xong rồi tôi có vô được mạng để liên lạc về Việt Nam nữa. Bên này chứ phải được chứ nữa. Trong đoạn lạnh này có chừng ngủ không? Gợi ý đi chứ. Khi lúc mà mới nè em bíp một cái. Hello mọi người, tối rồi nha. Bây giờ là 9 giờ nha, quay như 9 độ nha. Lạnh vải luôn á. Đi từ sạp cũng 8 phút thôi mọi người. Mà lạnh vải cái chữ. Khách tỉnh Si với Linh xong kiếm hợp bích đã về được khách sạn nè. Ok. Xin đi nhở, chinh chinh nhở. Chi lại, chi lại. Chi lại là mời vào. Phòng nhỏ nhỏ xíu xíu của ta nhờ. Ok. 1, 2, 3, đi chung. Ok nha. Linh thử bật có phải ra không được. Mình chưa tới. Ủa, bố chứ tao. Ủa, chưa tới. Thầm ban. Thầm mắt ban à. Linh y sân. Chúng mà băng nè. Mọi người biết sao không? Tôi đi đâu thì đi thì, nhưng mà tôi vẫn sẽ mang cái chăn mồi của tôi đi theo. Tăng 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 tăng. Nghe có gì? Phải mang cái chăn mồi theo. Nó sẽ giúp mình ngủ ngon hơn. Chứ không phải năm số là ngủ à? Không. Mọi người biết sao không? Bác sĩ Linh rất rành về công nghệ. Cái gì khó cứ để bác sĩ Linh lo. Linh xem mà chứ. Hello mọi người. Captain C và Linh sẽ đi ăn đây mọi người ơi. Chiều giờ ngồi trong khách sạn là vừa nghỉ ngơi và vừa mò hai cái điện thoại. Kết quả là vẫn không kết nối được internet. Có thực mới vượt được đạo nhưng mà đi đớp với lại Linh là style thời trang phan thời tiết nha mọi người. Mặc dù 7 độ thôi nhưng mà bà vẫn mặc váy. Kệ tôi nha, thôi trang nha. Còn mình là thôi nha, phải 3 lớp áo, quần dài và... Nhưng mà tôi cũng 3 lớp áo mà. Dài. Rồi, let's go. Thôi cái kiếm gì đớp xong rồi chắc đi shopping mua cái áo rất giống như người ta vậy kiểu. Ok thì nha. Thì mới đỡ lạnh được. Chưa biết là ăn cái gì. Không biết là trong trung tâm thương mại này nó bán đồ hay là có bán đồ ăn hay không. Chắc là sẽ đi qua bên đây chút xíu nè. Ok ok ok. Đi đi. Lạnh vãi chưởng nha mọi người. 7 độ thôi đó. Đây 7 đồ mà có chân tui, chân tui. Tạm mang đôi vớ đó mọi người. Tôi cảm thấy cũng nhẹ nhàng. Tại vì sao? Vì tôi chuyến này tôi không bị say máy bay. Tại vì okay. Cũng một phần do ông phi công. Ông đáp rất là nhẹ nhàng từ tốn như vậy chứ không phải là gì vậy một cái cho nên là tôi không có bị ói ra. Cho nên okay, nha. Bây giờ tôi mới có thể đi chơi với Linh được đó chứ bình thường là tôi sẽ sấp mặt ở trong khách sạn nằm ngủ với vài tiếng đồng hồ tôi mới có thể là lấy lại sức và đi được. Mọi người thông cảm, đây là gọi là vlog đầu tiên tôi quay cho nên là nó không được trơn tru lắm. Mọi người đừng chê nha. Mình sẽ cải thiện từ từ mọi người
Cheese. Ít ngọt quá hả? Vì thải đúng không? Đúng rồi. Vậy là trà thải rồi. Không phải là trà trung nha. Trên đâu ngon. Hả? Trên đâu ngon á. Thế hả? Nhưng mà điều này như đưa thì sẽ ngon hơn. Như đưa sẽ ngon hơn à? Linh kêu tha hồ mà đi nha mọi người. Linh đi đâu thì đi thôi. Đi đâu thì đi, miễn là có nhau thôi. Cause baby like ooh, it's all another flower lane. The sun goes around this day. Can't wait. Bác sĩ Linh đã mua được thẻ vé tàu điện ngầm. Hiện tại, như nãy tôi với Linh đi đi lộn len lộn đường xíu thôi mà hai thằng công an nó hỏi nhức đầu luôn. Không sao hỏi mình không thôi nha mọi người. Chắc mình không có uy tín xíu nào sao á. Linh đâu có bị hỏi. Hồi này là hai đứa mua vé xong thì là đi tìm cái lén để đi vào, lén số 10 để đi vào đi tới cái dự viên này thì Thảo đã bị Polic bên này bắt lại và kiểm tra hô chiêu. Hô chào. Hô chào hả? Hô chào, hô chào. Là mình nghĩ tại vì kiểu là nhìn mặt không có uy tín. Còn mình là nhìn mình là uy tín lắm mọi người nha. Tại vì hôm qua đi hải quan cũng vậy luôn. Là Thảo cũng bị hỏi rất là nhiều. Nhưng mà mình thì không hải quan đâu hỏi. Tại tôi dễ thương á. Cho nên người ta giả bộ bắt lại nói chuyện tôi chứ có gì đâu mà. Giới thiệu điểm đến mình sẽ đi là gì? À, điểm đến của mình đến sẽ là dự viên. Tên tiếng Anh, ok, tên tiếng Trung là Dụ Viện. À, kia. Ừ, đó. Tới rồi đó. Mặc dù là lần đầu đi nhưng mà bọn mình cũng là tìm mò được mua vé tàu này, xong rồi cũng tìm được để mò tới đây này. Rất ghê không? Nói chung là bốc cái khách sạn là rất là tiện luôn mọi người. Là nó gần cái ga tàu ấy. Xong là mình đi ra đi bộ thôi. Mặc dù là tiếng Trung nhưng mình cũng mò ra được. Tại vì nó có phiên âm. Mình giỏi. Không phải mình là giỏi nhưng mà mình tên là Linh. Người ta gọi là Linh Lánh á mọi người. Linh Thành Lanh á mọi người. Coi ngươi nha, còn mẹ gửi hai con mèo này nhanh lên. Sao cảm coi. Đây. Nhớ quá à. Vì mình dặn mấy đứa ở nhà là lâu lâu phải chụp hình mấy đứa con của mình chứ không là nhớ. Cause
Viên nha mọi người, 30 tệ, tầm 100.000 á mọi người một vé. Linh đang mua vé cho hai đứa mình vô, rủ Linh ăn kem này kia nọ mà Linh không chịu ăn mọi người. Lại bảo mình mập rồi cứ bảo mình ăn, ổn cả đời mà mấy khi mập không mập rồi không biết chịu nữa. Mấy người mất sự lắm, mua vé xong thôi đứng đây luôn, không cho người khác để mua vé nữa. Ở đây mắc kề đấy, đổi nhân viên bán vé với người ta cũng phải là nhìn mấy người này luôn á, mất lịch sự giả man luôn. Cầm vé cầm tiền thôi nhưng mà không chịu đi để cho người xong người ta mới mua. Vé xe xe sáng sớm mua vé 6 đồng nhưng mà lại là mua của thành phố Nam Chinh, không phải là của cái này nha. Trời buồn quá, mất 6 đồng rồi. Vô hào môn rồi nha mọi người. Đang tính đi chỗ hoàng cung để tiến cung tiếp sao? Đúng rồi. Xin mặt Linh về á, có khi được làm quý phi đấy. Quý phi thôi hả, chứ không được làm hoàng hậu hả? Mình thích là được sủng ái cơ. Bé mới được làm hoàng hậu nha, Linh chỉ làm quý phi thôi. Chắc đây là ngự hoa viên. Ngày xưa mình với Linh nhìn nhau đố kỵ. Mình sẽ ngồi bên kia đó, xong Linh ngồi bên đây nhìn qua đố kỵ nhau ai giành được nhiều tình cảm từ hoàng thượng hơn. Mà khi mà một đứa chưa lên làm hoàng ngọc hậu, một đứa chưa lên làm quý phi thì tụi mình hay chơi với nhau ở đây nè, chơi trúng tìm ở đây nè mọi người. The night. Oh, but the moment slipped away. And I don't know how to conjure up the afterlife. Đây hai cái nón lông, hai cái nón laminate quý vị. Cưng không mọi người? Cưng không? Mọi người muốn hồi chiêu mọi người. Mọi người thấy cái nón của ai xinh hơn? Chưa đâu nha, có này nữa nè. Người ta thiết kế nha, xịn lắm nha mọi người. Mình sẽ dàn hơn sớm nha. Uống giọng thì nó bằng nhau. Hôm nay đi cái dự viên đó rồi, xong rồi tính đi bảo tàng. Muốn đi bảo tàng nghệ thuật thì Linh kêu là coi review tụi nó chê không à. Bảo tàng công nghệ á thì thấy review là đóng cửa từ dịch Covid đến giờ chưa mở cửa, nên cũng không đi, nên về khách sạn ngủ luôn. Ngủ tới giờ này còn chưa dậy đi nữa. Bây giờ sẽ đi lượn lờ một chút xíu nha mọi người, xong kiếm cái gì đớp thôi. Ẩm thực ở đây thì không có gì đặc sắc hết, ngoài là bánh bao rồi mấy cái đồ chiên nướng rồi đó mà. Xỉu lông bao. Nói chung là đồ Việt Nam ăn vẫn là nhất nhất. Đi thôi. Let's go nha. Bác sĩ Linh đang kêu gọi món nha mọi người. Không biết Linh coi chỗ nào á.
Thánh mò, thánh mò nha mọi người. Bác sĩ Linh là thánh mò nha. Mò được đâu cái quán hả? Thấy review 4.6 nên thử đi. Bà đang gọi món á mọi người, để coi ăn được không. Thấy giá cũng ok nha mọi người. Nước lẩu là 2 ngăn là tầm 400 ngàn tiền Việt. Dĩa bò là 35 tệ hả? 35 tệ thì cũng cỡ hơn 100 ngàn. Không biết có nhiều không? Để coi coi nha. Đây nước lẩu ra rồi nè mọi người. Bự chảng luôn. Trời ơi cái bàn tay. Bằng 3 cái bàn tay đó. Yay, lên đủ món rồi nè mọi người ơi. Coi cái dĩa bò này. Ồ, dĩa bò có hơn 100 ngàn mà cũng được phết nha. Cái này cũng vậy, cái này tầm 150. Cái món cá, không biết. Cái rau nè, bò nè. Cũng được nha. Được nha, được nha. Cái tập dê của hẳn coi, tập dê tên gì đó. Trời mọi người ơi, ăn lẩu ngon quá nha mọi người. Cho nên là hả, mang cái tập dê xuống luôn nha mọi người. Đấy, ăn xong đây đi mang tập dê của người ta đi dê đó. Ghê thật chứ. Hôm nay mình với Linh là mua được 2 hộp dâu, giá nhiêu Linh? 250.000 hai hộp. 250.000 hai hộp phải không? Ừ, 250.000 hai hộp. Ừ. Chứ sao? Nè quả to chứ nè. To vật vã luôn, nhưng mà không biết có ngon không nha. Thử nha. Ừ. Ui. Sao? Ngọt lìm luôn. Hảo chứ, hảo chứ. Hảo chứ. Nè. Hay là giả bồ đó. Thật mà, ngọt lắm. Trời ơi. Để lưa cho nhìn mắt thì chuẩn bị lưa lắm sao nhỉ? Thật chưa? Xả vai đi. Phải chưa? Xuất sắc. Ngọt hả? Ngọt ha. Linh không lừa mình mọi người ơi. Ngọt nha. Mẹ mất ít tính này có lưa. Ui ngọt nha. Ngọt lịnh ngọt. Sắc đi. Ok. Có tầm gì trong khi không mà đang ngọt chứ. Hay gì quá. Chị ta 100 mấy nha một hộp thì quả ngon lắm. Ừ. Nha. Yeah. Ừ.